tình huống chuyền và gì đúng bài của Hùng Khổng. Đồng hồ. Cú đá cột hai. Đó là một tình huống đá bồi quá đơn giản. Tỷ số được cân bằng một đều ngay lập tức và người lập công là Dũng Phổi. Xứng tầm cầu đỉnh. Cuộc rượt đuổi tỷ số đã đến.